tới dịp cuối M4. Thì ở trong video này thì Sang lại tiếp tục gửi đến anh em một cái sản phẩm rất là quen thuộc đối với anh em trong những cái video lần trước, đó là cái nâng đồ vật, di chuyển đồ vật của hãng Bizcat ha. Thì anh em cũng đã xem mình có một cái video mình đã quay về cái sản phẩm này khi mà Sang di chuyển cái két sắt, cái tủ sắt á. Thì ở đây thì hôm nay Sang sẽ giới thiệu lại với anh em, thì vì bởi vì sản phẩm này nó mới về lại đây. Thật ra thì cái số lượng Sang nhập nó cũng ít thôi, bởi vì giá thành nó cũng hơi khá là cao so với cái sản phẩm bán ngoài thị trường. Thì những cái sản phẩm bán ngoài thị trường thì giá thành nó thấp hơn, nhưng mà có cái một điều là nó sẽ quan trọng là cái phần này nữa nè, cái tức là cái bánh xe của nó, cái bánh xe của cái thằng này thì nó xịn hơn ha. Và cái tay đòn nó chắc chắn hơn. Thì Bizcat này á, cái này là của hãng Bizcat. Bizcat thì là một cái thương hiệu cũng là lâu đời, nó đã có trên 56 năm sản xuất tool ha, sản xuất tool. Thì như hôm qua thì Sang giới thiệu với anh em một cái sản phẩm của Bizcat, đó là cái cưa lộng chỉ. Hiện nay Sang giới thiệu với anh em là cái nâng đồ vật, di chuyển đồ vật của hãng Bizcat ha. Thì bây giờ Sang sẽ quay chi tiết cái cận cảnh cho anh em xem cái sản phẩm này nha. Rồi bây giờ Sang cùng anh em xem cận cảnh cái sản phẩm này một lần nữa cho những anh em nào mà chưa xem cái video cũng như là mới biết đến kênh Dịp của M4. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem nha. Thì ở cái bộ Bizcat này chúng ta sẽ có 5 chi tiết, đó là gồm có 4 cái bánh xe di chuyển và một cái đòn bẩy để chúng ta khi mà chúng ta muốn nâng cái tủ lên thì bằng cái cách là chúng ta sẽ dùng cái cây đưa vào và chúng ta nảy lên và đưa cái bánh xe vào vào phía bên trong cái tủ hoặc là cái bàn hoặc là gì đó. Thì ở cái bộ sản phẩm này hãng nó có cái thông số đưa ra cho mình, đó là 300 kg, tức là di chuyển một cái tủ hoặc một cái món đồ gì đó khoảng 300 kg là anh em di chuyển vô tư. Thì nói chung là 300 kg là một trong cái giới hạn mà chúng ta có thể xài tốt nhất có thể luôn. Nhưng mà có thể anh em có thể sử dụng đến có thể là 400 kg cũng được. Nhưng mà thì dĩ nhiên là cái tải chịu nặng của cái bánh xe này ha, nó chỉ phù hợp đến 300 kg. Nếu anh em xài 400 kg thì vẫn được, nhưng mà độ bền nó sẽ nó giảm đi ha. Thì những cái chiếc bánh xe của hãng Bizcat này là hàng xịn, cho nên là nó khó là bị vỡ ha anh em. Và cái độ nói chung là xài nó sẽ lâu hơn so với cái dòng rẻ tiền với cái sản phẩm phổ thông. Thì ở đây nó có để cho mình ở trên cái dòng sản phẩm trên cái bao bì đó, 300 kg, và nó để 19 kg đây, tức là ở cái tay đòn này đây, anh em nâng cái vật lên thay vì một cái vật nặng 100 kg chúng ta đút vô chúng ta đẩy lên, nó chỉ có chúng ta tác động cái lực lên trên cái cần này nó chỉ có 19 kg thôi. Thay vì chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng bằng tay chúng ta nâng lên thì chúng ta phải sử dụng một cái lực Newton tới 100 kg để chúng ta dỡ lên. Trong khi đó khi mà chúng ta sử dụng cái thanh này, đòn bẩy này chúng ta đút vô thì chúng ta dỡ lên, nó với cái lực chúng ta tác động lên thì chỉ có 19 kg thôi, tức là nó tiết kiệm tới 1/5 cái sức lực của mình, rất là nhẹ hơn so với người bình thường, so với mà chúng ta phải khiêng bằng tay lên đó. Thì cái cách sử dụng thì đơn giản, anh em cứ đút vô và nâng lên. Ở cái phần giữa tròn này đây thì lưu ý với anh em là ở cái góc 4 góc tủ khi chúng ta nâng lên á thì chúng ta để ở cái một ngay trên cái giữa cái tâm này ha, đừng có chồm qua hết cái phần này, bởi vì chồm qua hết cái phần này là cái này nó sẽ quay nè, để chúng ta điều khiển cái hướng di chuyển của chúng ta đó. Cho nên là mình đặt ở cái phần giữa này đó thì chúng ta mới quay được cái bánh xe này ha, lúc này chúng ta mới quay được cái bánh xe này, và chúng ta kéo nó cũng được nữa. Nếu mà để đây anh em để tròn qua đây thì cái bánh xe này nó sẽ không có tác dụng nâng, thì khi chúng ta đẩy nó sẽ khó, rất là khó đẩy ha. Chúng ta phải có thể là nó sẽ lọt cái bánh xe ra luôn, cho nên là anh em cứ để ở giữa cái tâm này là ok nhất, là đúng cái kỹ thuật ha. Chúng ta chỉ cần như thế thôi, để phía trước là chúng ta sẽ như thế này, bẻ qua bẻ lại thì những cái bánh xe sau nó sẽ đi theo đó. Thì cái này nó được sản xuất 100% tại Nhật, anh em xem nè,
để vô chính giữa và chúng ta đẩy ha. Cái này thì thật sự mà nói, thay vì ngày xưa chúng ta nâng, chúng ta muốn di chuyển một cái tủ, có thể là chúng ta phải sử dụng đến 3 đến 4 người để chúng ta nâng cái tủ lên, di chuyển cái tủ. Thì ở đây anh em cũng có thể sử dụng một người, riêng một mình cá nhân chúng ta cũng có thể làm được cái chuyện là nâng một cái tủ và di chuyển cái tủ nơi chỗ khác đó, rất là tiện cho mình luôn. Rồi thì đây là của hãng Bicus ha, cái mã đặt hàng của nó ở đây là anh em cứ nhắn vào cái mình sẽ để ngay trên màn hình, đó là mã đặt hàng là NLB gạch 200 và giá của nó ở đây là 660.000 một bộ như thế này, và giá này là giá chưa có phí vận chuyển ha, được sản xuất 100% tại Nhật. Một cái thương hiệu, một cái sản phẩm mà một cái công ty có tuổi đời từ 56 năm sản xuất cái sản phẩm này, chất lượng rất là tốt nha anh em không thể nào so sánh với sản phẩm ở ngoài chợ đâu. Bánh xe là hàng xịn. Rồi, rất cảm ơn anh em đã dành thời gian xem cái video này. Chúng ta đặt hàng thì gọi ngay qua số hotline hoặc là lên website của 24.vn để đặt hàng. Rồi, xin chào anh em, cảm ơn anh em nha.